Bầu Đức phát ngôn ngỡ ngàng và nỗi đau của Hoàng Anh Gia Lai. Dù huấn luyện viên Kjaertseep từng tuyên bố sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai đua vô địch V-League 2023-2024, nhưng Bầu Đức lại bảo mùa này bỏ đi. Trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh, huấn luyện viên Kjaertseep từng tuyên bố sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai cạnh tranh ngôi vị vô địch tại V-League. Thời điểm ấy, không ít người bất ngờ trước lời khẳng định của nhà cầm quân người Thái Lan. Xét về con người, chất lượng lối chơi hay nhiều mặt khác, Hoàng Anh Gia Lai đều không thể sánh với những ứng cử viên như câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng hay Viettel. Thậm chí họ còn bị đánh giá thấp hơn cả những đội bóng như là Thanh Hóa, Bình Định và Bình Dương. Đúng như dự đoán, Hoàng Gia Lai đang thi đấu thất vọng kể từ đầu mùa với chuỗi 3 trận không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại. Trong cả 3 trận đấu nói trên, đội bóng phố núi đều thể hiện cách chơi một màu, thiếu liên kết. Một điểm yếu khác của Hoàng Gia Lai mùa này chính là tâm lý yếu và non kinh nghiệm. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong dàn nhân sự của họ có nhiều cái tên còn trẻ chưa được cọ sát ở sân chơi chuyên nghiệp. Cách đó, các ngoại binh được huấn luyện viên Kjaertseep lựa chọn chẳng thể mang lại sự yên tâm. Trong khi những đàn anh như Tuấn Anh hay Minh Vương chỉ chơi ở mức độ tròn vai, hơn nữa họ cũng không phải là mẫu cầu thủ có thể thường xuyên gánh đội. Và thực tế những gì đang diễn ra phản ánh chính xác thực lực của đội bóng phố núi ở mùa giải năm nay. Cách đây ít ngày, chính Bầu Đức thừa nhận: "Hôm nay có huấn luyện viên Kjaertseep ở đây, tôi muốn nhắn nhủ với cậu ấy rằng mùa giải này coi như bỏ đi." Trước phát ngôn của người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai, người hâm mộ đội bóng phố núi có lẽ chỉ còn biết ngán ngẩm, chẳng rõ đội chủ sân Pleiku còn bỏ đi bao nhiêu mùa giải nữa. Khi mùa giải mới chỉ qua 3 vòng, Bầu Đức đã sớm dương cờ trắng. Thử hỏi như vậy, các cầu thủ sẽ lấy động lực từ đâu để hăng hái khi xung trận? Ở góc nhìn khác, hẳn có những cái nhìn cám cảnh cho huấn luyện viên Kjaertseep khi làm việc cho một đội bóng phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của một ông bầu. Nhìn lại hành trình nhiều năm qua, Bầu Đức thường xuyên nói trước truyền thông rằng Hoàng Anh Gia Lai chỉ đá cho vui, không quan tâm tới danh hiệu. Chẳng biết có phải lời nói này vận vào đội bóng dưới quyền hay không, mà mùa này qua mùa khác, Hoàng Anh Gia Lai chỉ lo đua chủ hạng. Văn Hậu, khoảng trống khó lấp của đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội lên đội tuyển quốc gia vì chấn thương đã khiến khán giả tiếc nuối. Họ tiếc cho một sự nghiệp với hàng loạt các danh hiệu, một người hùng đã cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến ở nhiều chiến trường. Tuy nhiên giờ đây, anh phải đối mặt với những chấn thương dài dẳng. Ở thời điểm hiện tại, dù mới chỉ 24 tuổi, nhưng Đoàn Văn Hậu đã từng bước ghi dấu ấn của mình trong nền bóng đá Việt Nam với hàng loạt các thành tích. Sau 5 năm kể từ trận đấu Thường Châu Tuyết Trắng, cái tên Đoàn Văn Hậu hầu như không vắng mặt ở bất cứ giải đấu nào. Sau khi giành ngôi Á quân tại U23 châu Á năm 2018, anh cùng Olympic Việt Nam ghi dấu ấn với hạng 4 tại ASEAN, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 trước khi mang về tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 đầu tiên sau 60 năm chờ đợi. Ở tuổi 17, Đoàn Văn Hậu đã giúp U19 Việt Nam giành vé đi World Cup. Một năm sau, anh cùng đội tuyển U20 tới Hàn Quốc giữ cúp thế giới trẻ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tại trận đấu này, chính Văn Hậu suýt chút nữa đã có bàn thắng đem về thắng lợi cho U20 Việt Nam trước New Zealand trong trận đấu mở màn. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu U20 châu Á tại World Cup do kênh Fox Sports bình chọn. Tuy nhiên, sau hàng loạt những chấn thương thì Đoàn Văn Hậu đang ngồi trên hàng ghế dự bị nhiều hơn là thi đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chuzier vừa chính thức hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq mà không có được những nhân tố tốt nhất. Trong số các cái tên lỡ hẹn, trường hợp của Đoàn Văn Hậu mang lại nhiều tiếc nuối và sự đau đầu về việc lựa chọn nhân sự thay thế của vị phù thủy trắng. Sự vắng mặt của cầu thủ quê Thái Bình ở hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và Asian Cup sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2024 là thiệt thòi lớn với đội tuyển Việt Nam, bởi lẽ Văn Hậu là cái tên quan trọng có thay thế ở vị trí hậu vệ trái. Sự tinh ý trong mỗi đường truyền, thiết lập những tình huống bóng tốt kết hợp hoàn hảo giữa phòng thủ và tấn công là ấn tượng về Đoàn Văn Hậu khi thi đấu trong màu áo đội tuyển hay ở cấp độ câu lạc bộ. Tầm ảnh hưởng của anh lên những chiến binh sao vàng được thể hiện rõ trong rất nhiều chiến dịch đã qua. Ở dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10, các nhân tố được lựa chọn cho vị trí của ngôi sao sinh năm 1999 đều chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối, thậm chí khó để lấp được khoảng trống này. Huấn luyện viên Chuzier tạo ra nghịch lý khó hiểu ở đội tuyển Việt Nam. Chọn ai và bỏ ai là quyền của huấn luyện viên Chuzier, nhưng tuyển Việt Nam đang bắt đầu xuất hiện nhiều thay đổi về lựa chọn nhân sự. Như sao Star đã phân tích, huấn luyện viên Chuzier đã thay đổi quan điểm chọn quân dù từng tuyên bố tiêu chí quan trọng nhất là phong độ của cầu thủ. Một loạt cầu thủ chơi không tốt tại câu lạc bộ, kể cả đá giải hạng nhất vẫn lên tuyển Việt Nam. Bản danh sách chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 tạo ra sự tranh luận lớn. Huấn luyện viên Chuzier gọi một số cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất như Văn Đô, Thanh Nhàn, Duy Cương. Tiền đạo Văn Tùng có vỏn vẹn 11 phút tại V-League 2023-2024.
Khuất Văn Khang có hơn 70 phút cho câu lạc bộ Viettel. Vĩ Hào, Minh Trọng chưa làm kép chính ở câu lạc bộ Mecamec Bình Dương. Văn Cường, Tuấn Dương cũng chưa thể hiện được nhiều ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, Hồ Tấn Tài, Hồng Duy không được lên tuyển Việt Nam. Cả hai đang chơi ấn tượng tại V-League, góp phần giúp Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội bay cao trên bảng xếp hạng. Tấn Tài và Hồng Duy cũng ăn đứt các cầu thủ trẻ về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu quốc tế. Nếu lấy thước đo về tiêu chí chọn quân của huấn luyện viên Chu Xie thì tạo ra sự nghịch lý lớn. Ông Chu Xie từng nói: "Tôi dựa theo phong độ và thể trạng của các cầu thủ để đưa ra quyết định cuối cùng. Danh sách tuyển Việt Nam lựa chọn dựa vào phong độ chứ không theo tiếng tăm." Nói về phong độ, Văn Đô và Thanh Nhàn đang chơi nhàn nhòa ở giải hạng nhất bởi chưa có bàn thắng lẫn kiến tạo. Văn Tùng đá 11 phút, không có dấu ấn hay tầm ảnh hưởng gì ở câu lạc bộ Hà Nội. Tất cả khó đáp ứng được 3 điều quan trọng là phong độ, kinh nghiệm, bản lĩnh ở đội tuyển Việt Nam. Có lẽ ai cũng thấy khó hiểu từ bản danh sách của đội tuyển Việt Nam, nhưng chuyện chọn ai và bỏ ai là quyền của nhà cầm quân người Pháp và quỹ thời gian chuẩn bị đã cạn. Phía trước đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng cho tham vọng dự World Cup 2026. Hy vọng huấn luyện viên Chu Xie sẽ đúng với những sự lựa chọn của mình. Trung vệ đội tuyển Việt Nam tự tin thắng chủ nhà Philippines. Tuyển Việt Nam đã bước vào những buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh khẳng định mục tiêu chuyến hành quân đến Philippines là giành trọn vẹn 3 điểm. Tối ngày 7 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rèn luyện các mảng miếng kiểm soát bóng, di chuyển rộng, linh hoạt, ban bật ít chạm và triển khai tấn công trong phạm vi nhất định. Tuy chưa có đầy đủ lực lượng, nhưng huấn luyện viên Chu Xie vẫn đốc thúc các học trò hoàn thành các bài tập cường độ cao. Phát biểu trước buổi tập của đội tuyển quốc gia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cho rằng huấn luyện viên Chu Xie có lý do chính đáng khi sử dụng các cầu thủ trẻ. Mỗi huấn luyện viên có triết lý khác nhau. Tôi nghĩ huấn luyện viên trưởng đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng khi chọn cầu thủ. Tôi cho rằng các cầu thủ trẻ có tiềm năng và đủ sức thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Tuyển thủ sinh năm 1999 này đang đạt điểm rơi phong độ trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội và sẽ là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Trong bối cảnh các đàn anh Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương hoặc chưa lấy lại được phong độ, kinh nghiệm trận mạc của Bùi Hoàng Việt Anh rất cần cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Trận đấu ra quân ở vòng loại World Cup 2026 chạm trán đội tuyển Philippines sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Chu Xie trên cương vị mới. Sau gần 7 tháng thử nghiệm, huấn luyện viên Chu Xie xây dựng đội tuyển quốc gia với lực lượng trẻ hóa là sự hòa trộn giữa nhóm cầu thủ U23 tài năng và các tuyển thủ trụ cột kỳ cựu đã thành danh. Với triết lý bóng đá thiên về tấn công, nhà cầm quân người Pháp sẵn sàng gạt bỏ những gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo như Nguyễn Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Nguyễn Thành Trung và thay vào đó là các cầu thủ trẻ như Quốc Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn. Nhận xét về nhóm tân binh đội tuyển quốc gia, Việt Anh cho biết các tuyển thủ đã có thời gian dài tập luyện cùng nhau nên không gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Chúng tôi đã được xem băng hình các trận đấu gần nhất để phân tích, rút kinh nghiệm. Những buổi tập sắp tới toàn đội sẽ cải thiện khâu triển khai bóng từ sân nhà, tăng hiệu quả tấn công cũng như gia cố khâu phòng thủ. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và tự tin đạt mục tiêu giành 3 điểm ngày ra quân. Việt Anh đã được trao cơ hội thi đấu trong trận so tài giữa đội tuyển Hàn Quốc dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023. Tuyển thủ đã khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống va chạm với siêu sao Son Heung-min. Tôi không phạm lỗi với đối thủ, nhưng nhờ vậy tôi đã rút ra bài học cần hạn chế để xảy ra những tình huống tương tự. Từ những đợt tập trung vừa qua, cá nhân tôi đã học hỏi được rất nhiều. Chúng tôi có thêm tự tin, bản lĩnh sau các lần so tài với các đối thủ mạnh như đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan hay Hàn Quốc. Hướng đến trận đấu gặp Philippines, huấn luyện viên Chu Xie đã cho học trò xem màn hình thi đấu của đối thủ và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ Philippines. Bên cạnh đó, hai cầu thủ phải tập riêng do chấn thương là Nguyễn Đình Bắc và Quế Ngọc Hải. Ngoài ra, các tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội sẽ hội quân muộn vì phải thi đấu tại AFC Champions League 2023 vào ngày 8 tháng 11 tới.